Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. MU nhuộm đỏ Derby Manchester, hai bàn thắng của Bruno Fernandes và Luxor đã giúp MU chấm dứt chuỗi 21 trận thắng liên tiếp của Man City ngay tại Thánh điện Etihad. Trái với dự đoán từ giới chuyên môn, tiền đạo Edinson Cavani đã không được điền tên vào danh sách ra sân của MU. Thay vào đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer quyết định sử dụng Anthony Martial ở vị trí trung phong cắm và chỉ mất đúng 35 giây sau khi bóng lăn, tiền đạo người Pháp đã đem lại lợi thế lớn cho đội nhà. Tận dụng tình huống để mất bóng của Gabriel Jesus, Martial đi bóng sọc thẳng vào vòng cấm và khiến ngôi sao của Brazil phạm lỗi dù đó không phải là một tình huống quá nguy hiểm. Ngay lập tức, trọng tài Anthony Taylor chỉ tay vào chấm phạt đền, như thường lệ Bruno Fernandes lãnh trọng trách trên chấm 11m. Không cần sử dụng đến cách đá chân sáo, tuyển thủ Bologna lạnh lùng dứt điểm đưa bóng vào góc thấp bên trái khung thành, khiến Ederson dù đoán đúng hướng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Có bàn thắng sớm, Quỷ đỏ tiếp tục chơi pressing tầm cao và khiến Man City phải mất 15 phút mới có thể trấn tĩnh. Ngay sau đó, đội bóng đang xếp thứ 1 tại Ngoại hạng Anh lấy lại thế trận và bắt đầu có những tình huống đáp trả. Liên tiếp Gundogan, Mahrez và Sancelo tung ra những pha bắn phá về phía khung thành của Henderson. Tuy nhiên, do cự ly từ quá xa, những pha dứt điểm đó đều không có tính sát thương cao. Cơ hội thực sự của Man City đến ở cuối hiệp 1 khi Gundogan có bóng ngay trong vòng cấm MU ở tư thế thuận lợi để dứt điểm. Thế nhưng tiền vệ người Đức vung chân hơi vội khiến bóng đi nhẹ và tìm đến đúng vị trí của Henderson. Sự ép liên tục được The Citizen duy trì khi hiệp 2 bắt đầu, phút thứ 48, những tưởng bàn thắng gỡ hòa đã đến với các cầu thủ áo xanh khi Dory có phát đặt lòng hiểm hóc từ sát vùng cấm, thì cột dọc lại thẳng thừng từ chối. Tình huống này báo hiệu một ngày thi đấu không may mắn dành cho Man City. Chỉ đúng 2 phút sau, Luxor bắt đầu một tình huống phản công thần tốc của MU. Hậu vệ Anh phối hợp 1-2 với Rashford rồi tung ra cú đá chéo góc bằng chân trái, hạ gục hoàn toàn thủ thành Ederson. Sau bàn thắng nhân đôi cách biệt, Quỷ đỏ thi đấu càng thêm phần tự tin. Ngược lại, Man City không còn đủ tinh thần và sức lực để kiểm soát thế trận như trước đó. Nếu Martial hay Rashford tỏ ra sắc sảo hơn, bàn thắng không chỉ dừng lại ở con số 2. Man City không phải là không có cơ hội khi tung ra tới hơn 20 pha dứt điểm. Thế nhưng ở thời điểm quyết định nhất, Sterling hay Phil Foden đều không cho thấy sự chính xác cần thiết. Với kết quả tương đối bất ngờ này, United đã hâm nóng lại cuộc đua vô địch với chính Man City khi khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp xuống 11 điểm. Quỷ đỏ và người hâm mộ của mình còn 10 vòng đấu để mơ về một cuộc lật đổ thần kỳ. Bruno Fernandes cảnh báo Man City về cuộc đua vô địch. Tiền vệ 26 tuổi đã ghi bàn trên chấm phạt đền, qua đó mở ra chiến thắng quan trọng của MU tại Etihad. Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện khả năng đá phạt đền sau khi đánh bại Ederson ngay từ phút thứ 2. Sau đó, Luxor cũng điền tên mình lên bảng điện tử giúp United rời Etihad với 3 điểm trọn vẹn. Dù để thua, Man City vẫn đang hơn MU tới 11 điểm trên bảng xếp hạng vào mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu. Tuy nhiên, Bruno Fernandes vẫn tin tưởng vào khả năng lật ngược tình thế của đội nhà. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ người Bologna cho biết, tất cả đều biết rằng đây là một trận đấu rất khó khăn, đối thủ rất mạnh nhưng kết quả mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi cần tiếp tục thể hiện tốt cho đến cuối mùa. Giải đấu không phải là một cuộc thi hay nước rút, nó giống marathon hơn, còn rất nhiều trận đấu mà chúng tôi phải cố gắng hết sức. Đáp trả những lời chỉ trích về phong độ trong các trận cầu lớn, Bruno đã vượt qua áp lực để ghi bàn vào lưới Man City, dù là trên chấm 11m. Sau 41 trận đấu mùa này, cựu sao Sporting đã ghi 23 bàn và kiến tạo 13 lần. Tạm gác cuộc đua Ngoại hạng Anh, United sẽ hướng sự chú ý của họ vào trận đấu lượt đi vòng 16 đội Europa League với đối thủ AC Milan. Đội chủ sân San Siro cũng đang xếp thứ 2 tại giải quốc nội giống như United và cũng đặt mục tiêu vô địch cúp C2. Liverpool thua trận thứ 6 liên tiếp tại Anfield. The Kop tiếp tục phải nhận một thất bại dù phải tiếp đón Fulham trên sân nhà Anfield. The Kop tiếp đón Fulham với một đội hình tương đối mới mẻ. Huấn luyện viên Klopp đưa ra tới 7 sự thay đổi người so với trận thua Chelsea. Tuy nhiên, những con người mới này có hiệp 1 tương đối thiếu thuyết phục. Fulham tập trung tấn công vào cánh phải của Liverpool, nơi Nico Williams có lần hiếm hoi đá chính. Hậu vệ 19 tuổi tỏ ra quá non nớt trước những pha chồng biên của Lochman và Anya, khiến khung thành của Liverpool luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phút thứ 28, Maja có cơ hội rất lớn để mở tỷ số, nhưng thủ môn Alisson đã băng ra dũng cảm và thu hẹp góc sút của đối phương. Tuy nhiên, tài năng của ngôi sao của Brazil không đủ để giúp đội nhà tránh được bàn thua trong hiệp 1. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Salah có tình huống để mất bóng đáng trách ngay trong vòng cấm. Nhanh như chớp, tiền vệ Nemina tung cú sút như bố bổ, găm thẳng vào góc xa khung thành, loại bỏ hoàn toàn nỗ lực ngăn cản của Alisson.
Sang hiệp 2, The Cop gia tăng sức ép với những quân bài chủ chốt được tung vào sân như Sadio Mane hay Alexander Arnold. Có những thời điểm lữ đoàn đỏ đã ở rất gần bàn thắng, nhưng cột dọc khung thành lại từ chối pha đánh đầu hiểm hóc của Mane. Càng thi đấu, Liverpool lại càng cho thấy sự bế tắc và vội vã vì không ghi được bàn thắng. Thậm chí Fulham đã có thể có thêm bàn thắng nếu các tiền đạo của họ tỏ ra chất chiêu hơn trong những pha phản công. Dù vậy, cách biệt một bàn là quá đủ để thầy cho Scott Parker ra về với trọn vẹn 3 điểm. Còn đối với Liverpool, đội bóng này ngày càng bị tụt lại so với top 4. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Cop để thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà. Benzema giải cứu Real Madrid. Real bị dẫn trước bởi Atletico trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Benzema đã tỏa sáng đúng lúc để giúp đội bóng của anh có điểm. Khoảng thời gian đầu trận, Atletico Madrid tạo ra được sức ép đáng kể lên phần sân của Real. Suarez thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m nhưng không gây nguy hiểm. Nhưng ở phút thứ 15, tiền đạo người Uruguay mới thực sự để lại dấu ấn. Llorente tỉa bóng cho Suarez để cầu thủ này phá bẫy việt vị và dứt điểm đẳng cấp bằng má ngoài chân phải mở tỷ số trận đấu. Có lợi thế, Atletico thu về phòng ngự mặc cho Real Madrid nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Real tiếp tục gây sức ép, nhưng hầu hết các cú dứt điểm của đội khách lại không đem lại hiệu quả như mong muốn. Thời gian trôi dần về cuối trận, hy vọng có điểm của Real càng mong manh. Thế nhưng pha phối hợp rất ăn ý giữa Benzema và Casemiro đã khiến Atletico đánh rơi chiến thắng. Chân sút người Pháp đã dứt điểm nhẹ nhàng trong vòng cấm, cân bằng tỷ số trận đấu ở phút thứ 88. Thời gian còn lại là không đủ để cho một trong hai đội bóng thành Madrid vươn lên dẫn trước. Kết quả này giúp Atletico tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng La Liga. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.